Dạ rồi, Mai Nguyễn 19 em chào mấy chị nha. Dạ rồi, chiều hôm nay em lên cho mình tiếp là cái mẫu 33 chất liệu vải là thun lưới nha mấy chị ơi. Rồi em chào mấy chị ha. Con em đang mặc là con A19 nha mấy chị ơi. Con A19 giùm em. Ưng A19 bình luận giùm cho em là con A19. Đồng giá là 80 một áo giùm em luôn. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha mấy chị ha. Chị nào mà muốn gọn gọn á, mình mặc thon eo gọn dáng thì mình chốt giùm cho em là con A19 nha mấy chị yêu ơi. Cái nền là cái nền xanh đen, mặc lên nó rất là gọn giùm cho em luôn. Rồi hiện tại con em đang lên cho mình là con A19. Ưng A19 bình luận giùm cho em là con A19 ha. A19 giùm em. Đồng giá 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em sẽ hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha mấy tình yêu ơi. Rồi A19 giùm em luôn. Bao đẹp bao xinh cho mấy chị luôn ha. Ưng A19 bình luận A19. Em lên bảo màu cho mình nè. Một áo là 80 giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị ha. A4 giùm em. Chị nào ưng con A4 bình luận giùm cho em là con A4 mấy chị ơi. Ưng A4 bình luận A4 giùm em. Đồng giá 80 cành một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị nha mấy chị yêu ơi. Con này bình luận giùm em là con A5. Chị nào ưng A5 bình luận giùm em là con A5 mấy chị ơi. A5 giùm em. Chất liệu vải là tung lưới co dạng 4 chiều giùm em ha. A5 giùm em. A5. Con này bình luận giùm em là con A21. Thích con A21 bình luận giùm cho em là con A21 nè. A21 giùm em. Đồng giá 80 một áo giùm em. Con em đang lên cho mình là con A5. Chị nào ưng A5 bình luận A5 giùm em. Có đồ phối hợp quần màu chưa? Dạ chưa chị ơi, chưa có nha chị ở Sơn Lê ơi. Con này bình luận giùm em là con A8. Ưng con A8 bình luận giùm em là con A8 nha. A8 giùm em. A8. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình ha. Mẫu là mẫu mới về bên em luôn mấy tình yêu ơi. Con em đang mặc là con A19 ha. A19 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A21. Ưng A21 bình luận giùm cho em là con A21 mấy chị ơi. A21 giùm em. A21. Chất liệu vải là thun lưới co dạng 4 chiều giùm em nha chị. Nào ưng con em đang mặc thì bình luận giùm cho em là con A19 nha. A19 giùm em. A7 giùm em luôn. Ưng A7 bình luận giùm cho em là con A7 ha. A7 giùm em. A7 đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo bên em hỗ trợ miền vận chuyển nha mấy chị ơi. A26 giùm em. Ưng con A26 bình luận giùm cho em là con A26. A26 giùm em. A26 ha. Con này bình luận giùm cho em là con A2. Chị nào ưng A2 bình luận giùm cho em là con A2 nè. A2 giùm em. A2 ha. A2 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A22 mấy chị ơi. A22 giùm em. A22 ha. Màu xanh giùm em luôn. A22 giùm em. Chị Phương, sao không thấy gọi chốt đơn? Em mới gọi chốt đơn vô đó chị ơi. Chút xíu nữa bên em gọi cho mình hả chị ơi. Hồi nãy em gọi được một mớ rồi, còn một mớ là em chưa có gọi cho mình hả chị Phương ơi. Hồi nãy em chốt cho chị nè. Nãy em chốt cho chị nè. Chị Huy Võ, hồi nãy chị gọi lại cho em đúng không? A25 giùm em. Ưng A25 bình luận giùm em là con A25 nha. A25 giùm em. A25 ha. A16 giùm em luôn. Ưng con A16 bình luận giùm cho em là con A16 mấy chị ơi. A16 giùm em ha. A16. Con này bình luận giùm cho em là con A13. Thích
A13 bình luận dùm cho em là con A13 nè. A13 dùm em. A13 nhé. A13 dùm em. Con em đang mặc là con A19 nha. Chị nào ưng A19 chốt A19 dùm em. Con này bình luận dùm cho em là con A13 nè. Ưng A13 bình luận dùm cho em là con A13 nha. A13 dùm em luôn. A13 ha. A16 dùm em. Thích A16 bình luận dùm cho em là con A16 mấy chị ơi. A16 dùm em. A16. Này bình luận dùm em là con A18. Ưng A18 bình luận dùm cho em là con A18 mấy chị ơi. A18 dùm em. A18 ha. Hồi nãy em gọi cho chị đó. Dạ đồng giá 80 một áo với Hồng Nhung ơi, 80 một áo dùm em chị. Con này bình luận dùm em là con A23. Ưng A23 bình luận dùm cho em là con A23 nè. A23 dùm em. A23 ha. A9 dùm em. Ưng A9 bình luận dùm em là con A9 nè. A9 dùm em. Tròn. Tròn bộ sao sớm. Là sao chị Hồng Nhung ơi, chị chốt cái gì? Chị chốt áo trơn hay sao chị ơi? Là chị đang hỏi em áo trơn hay sao? Trơn hay là tròn vậy chị? Con này bình luận dùm em là con A17. Chị nào ưng con A17 bình luận dùm em con A17 nè. A17 dùm em. A17 ha. Áo trơn nguyên bộ là nhiêu hả chị ơi? Áo trơn nguyên bộ là 130 đó chị ơi. A15 dùm em. Thích A15 bình luận dùm cho em là con A15 nè. A15 dùm em. A20 dùm em luôn. Ưng A20 bình luận chốt dùm em con A20 mấy chị ơi. A20 dùm em. A20. Con này bình luận dùm em là con A14. Chị nào ưng con A14 bình luận dùm cho em con A14 nha mấy chị ơi. A14 dùm em. A14. Con này bình luận dùm cho em là con A1. Chị nào ưng con A1 bình luận A1 dùm em. A1 ha. A1 dùm cho em. Em lên cho mình chất liệu vải là tung lưới coi dạng 4 chiều nha mấy chị yêu ơi. Con em đang mặc là con A19 nha. Chị nào ưng A19 bình luận A19 giùm em. Con này bình luận giùm em con A12. Thích A12 bình luận giùm cho em con A12 nè. A12 giùm em. A12 ha. Con này bình luận giùm em là con A10. Chị nào ưng con A10 bình luận chốt A10 giùm em. A10 nha mấy chị ơi. A10 giùm em. A3 dùm em. Ưng A3 bình luận A3 dùm em. A3 dùm em ha. A19 không có nha chị ơi. Không có nha. Con này bình luận dùm cho em là con A6. Ưng A6 bình luận A6 dùm em. A6. A6 dùm em, mẫu này chỉ có cổ tim cho mình thôi. A11 dùm em luôn. Ưng A11 bình luận dùm em con A11. Con em đang mặc là con A19 á. Ưng A19 chốt A19 dùm em. Đồng giá 80 một áo dùm em nha. Rồi em qua mẫu cho mình nha. Chị nào ưng thun lưới thì bình luận thun lưới dùm em nha mấy cục vàng ơi.
Rồi em lên cho mình là cái mẫu hàng ép Việt nè. Con này bình luận giùm em là con đen qua hồng giùm em. Chị nào ưng đen qua hồng bình luận giùm em con đen qua hồng. Đồng giá 80 một áo giùm em, chất liệu vải là thun hàng co giãn 4 chiều giùm em. Hàng là hàng ép nhiệt trực tiếp lên áo giùm cho em luôn ha. Rồi chị nào ưng đen qua hồng bình luận giùm em là con đen qua hồng nha mấy chị ơi. Đen qua hồng giùm em. 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị nha. Rồi ưng đen qua hồng bình luận giùm em con đen qua hồng. Hàng là hàng ép nhiệt trực tiếp lên áo giùm cho em luôn hết mấy cục vàng ơi. Mẫu là rất là xinh giùm em luôn, nhìn hoa nhìn giống như hoa, hoa thật giùm em luôn ha. Rồi một áo là 80 giùm em. Combo 2 áo bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị ha. Rồi con này bình luận giùm em là con đen qua hồng. Thích đen qua hồng bình luận đen qua hồng giùm em. Con này bình luận giùm cho em là con tím quế. Tím quế qua hồng giùm em. Tím quế qua hồng ha. 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha. Con này bình luận giùm em là con hồng cà giùm em. Chị nào ưng con hồng cà bình luận giùm cho em là con hồng cà ha. Hồng cà qua hồng giùm em. Hồng cà qua hồng. Đồng giá 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha mấy chị ơi. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em. Cô Út Cà Mau. Chị ơi chị gọi số trên màn hình giùm em nha. Để bên em kiểm tra đơn cho mình nha chị. Chị chịu khó gọi số trên màn hình giùm em cái ha. Con này bình luận giùm em là con trắng. Trắng qua hồng giùm em. Trắng qua hồng ha. Trắng qua hồng giùm em luôn. Con này bình luận giùm cho em là con xanh bơ. Xanh bơ qua hồng giùm em. Xanh bơ qua hồng. Xanh bơ qua hồng giùm em ha. Cam sữa giùm em. Cam sữa qua hồng giùm em luôn. Cam sữa qua hồng ha. Cam sữa qua hồng giùm em. Đỏ qua hồng giùm em. Ưng đỏ qua hồng bình luận giùm cho em là con đỏ qua hồng mấy chị ơi. Đỏ qua hồng giùm em. Con này bình luận giùm em là con xanh coban qua hồng. Thích xanh coban qua hồng bình luận giùm em là con xanh coban qua hồng nha. Xanh coban qua hồng giùm em luôn. Xanh lá qua hồng giùm em. Thích con xanh lá qua hồng bình luận giùm cho em là con xanh lá qua hồng nha. Xanh lá qua hồng giùm em. Vàng giùm em. Nha. Vàng hoa hồng giùm em. Rồi em có cho mình là con đen nè. Chị nào ưng đen hoa anh đào thì bình luận giùm cho em là con đen qua anh đào nha mấy chị ơi. Đen qua anh đào giùm em. Tím cà. Tím cà qua anh đào giùm em. Tím cà qua anh đào ha. Đồng giá là 80 một áo giùm em luôn. Mẫu nào lên cho mình là mẫu qua anh đào nha. Con này bình luận giùm em là con xanh ngọc. Xanh ngọc qua anh đào giùm em. Xanh ngọc qua anh đào.
vàng giùm em, vàng hoa anh đào giùm em, vàng hoa anh đào giùm em luôn. Đỏ đô hoa anh đào giùm em, đỏ đô hoa anh đào hết, đỏ đô hoa anh đào giùm em. Trắng giùm em luôn, trắng hoa anh đào giùm em, trắng hoa anh đào. Xanh ghiêu nè, xanh ghiêu hoa anh đào giùm em luôn, xanh ghiêu hoa anh đào. Chị nào ưng hàng ép gì thì bình luận giùm cho em là mẫu ép gì cái mấy chị ơi. Rồi em lên lại mẫu hoa hồng cái nữa rồi em qua cái mẫu thun lưới cho mình ha. Vàng giùm em luôn. Chị nào ưng vàng chốt vàng giùm em ha. Vàng hoa hồng giùm em, vàng hoa hồng. Xanh lá nè, xanh lá hoa hồng giùm em, xanh lá hoa hồng nha, xanh lá hoa hồng. Xanh coban giùm em, xanh coban hoa hồng giùm em, xanh coban hoa hồng. Đỏ hoa hồng giùm em, đỏ hoa hồng. Chất liệu vải ra trong lưu hàng coi giãn giùm em nha. Đỏ hoa hồng, cam sữa giùm em luôn, cam sữa hoa hồng giùm em. Xanh bơ hoa hồng giùm em, xanh bơ hoa hồng ha. Trắng hoa hồng giùm em, trắng hoa hồng. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em nha mấy chị ơi. Hồng cà, hồng cà hoa hồng giùm em, hồng cà hoa hồng. Con này bình luận giùm em là con tím quế, tím quế hoa hồng giùm em. Rồi mình ưng cái mẫu hoa hồng mình bình luận giùm em là mẫu hoa hồng nha. Em qua mẫu cho mình thì mấy chị ơi. Bông tím quế đó số 5 không em? Có chị ơi. Tím quế hoa hồng nè chị. Có nha. Tím quế hoa hồng giùm em. Tím quế hoa hồng. Điều sai á chị ơi. Rồi con này bình luận giùm cho em là con A6. Chị nào ưng con A6 bình luận giùm em là con A6 nha. 80 một áo chị ơi, 80 giùm em. Rồi chị nào ưng A6 bình luận A6 giùm em. Con em đang mặc là con A6 nha. Thích A6 bình luận A6 giùm em, đồng giá là 80 một áo giùm em luôn. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình ha. A6 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A19. A19 giùm em. A19. Chất liệu giải em lên cho mình là thun lưới co giãn 4 chiều giùm em nha mấy chị ơi. A11 giùm em luôn. Ưng A11 bình luận giùm cho em là con A11 nha mấy chị ơi. A11 giùm em. Chất liệu phải em lên cho mấy chị là thun lưới co giãn 4 chiều giùm em nha. A3 giùm em. Ưng A3 bình luận giùm cho em gái là con A3 mấy chị ơi. A3 giùm em. A3 ha. A3 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A10. Chị nào ưng con A10 bình luận giùm em là con A10 nè. A10 giùm em. A10 đồng giá 80 một áo giùm em.
Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền nhận chuyển cho mình nha mấy chị ơi. Con em đang mặc cho mình là con A6 ha. Ưng A6, bình luận A6 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A12. Chị nào ưng A12 bình luận giùm em con A12 nè. A12 giùm em. Đồng giá là 80 một áo giùm em nha mấy chị ơi. A1 giùm em. A1 giùm em. Ưng con A1 bình luận giùm cho em là con A1. A1 giùm em. A14 giùm em luôn. Ưng A14 bình luận giùm cho em là con A14. A14 giùm em ha. Con này bình luận giùm em là con A20. Chị nào ưng A20 bình luận giùm cho em gái là con A20 mấy chị ơi. A20 giùm em. Đồng giá 80 một áo giùm em. Con này bình luận giùm em là con A15 nè. Chị nào ưng A15 bình luận giùm em con A15 nha mấy chị ơi. A15 giùm em ha. A15 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A17. Ưng A17 nè, bình luận giùm cho em là con A17 ha. A17 giùm em. A17. Đồng giá là 80 một áo giùm em ha. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha mấy chị ơi. Ưng mã nào thì bình luận mã đó giùm em cái nha mấy cục vàng ơi. Rồi con em đang lên mặt cho mình là con A6 ha. Chị nào ưng A6 bình luận A6 giùm em nha. Ưng A6 bình luận A6 giùm em. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha mấy chị ơi. Ưng màu nào mã nào bình luận giùm em cái ha. Rồi con em đang lên cho mình là con A6. Chị nào ưng A6 bình luận giùm cho em là con A6 nha mấy cục vàng ơi. A6 giùm em ha. A6. Con này bình luận giùm cho em là con A9. Chị nào ưng con A9 bình luận A9 giùm em. Ưng A9 bình luận giùm cho em là con A9 nè mấy chị. A9 giùm em ha. A9 giùm em luôn. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên bên em hỗ trợ miễn vận chuyển cho mấy chị ha mấy chị ơi. Con này bình luận giùm em là con A17. Chị nào ưng con A17 nè, bình luận giùm cho em là con A17 ha. A17 giùm em. Đang trong phiên live nhấp tay vào màn hình thả tim thả like giùm em cái nha mấy cục vàng ơi. Chậm chậm vào màn hình thả tim thả like chia sẻ giùm em cái nha mấy cục vàng của em ơi. Để mình khi mình bình luận á là cái bình luận của mấy chị nó không có bị ẩn ha. Con này bình luận giùm em là con A15. Ưng A15 bình luận giùm em là con A15 nè. A15 giùm em. A15. Cổ vuông em có mẫu này được không chị Nghĩa ơi? Cổ vuông em có mẫu này được không chị ơi? Có em có mẫu này là được, mình ưng đi mình chốt giùm em nha. Con này bình luận giùm em là con V9. Ưng V9 bình luận V9 giùm em nè. Chất liệu giải là thun lưới giùm em. V9 giùm em. Con này bình luận giùm em là con V11. Ưng V11 bình luận giùm em con V11 nha. V11 giùm em. 80 áo giùm em chị Nghĩa ơi. Chị nào có ưng cổ vuông bình luận cổ vuông giùm em. V1 giùm em luôn. Ưng con V1 bình luận giùm em là con V1 nè. V1 giùm em. V7 giùm em luôn. Ưng V7 bình luận giùm em là con V7 ha. V7 giùm em. V7. 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha mấy chị ơi. V6 giùm em luôn. Ưng V6 bình luận V6 giùm em.
V10 giùm em. Dạ rồi, chốt lên số alo giùm em cục vàng ơi. V10 giùm em nha. Ưng V10 bình luận V10 giùm em. Chốt mình cộng kèm số alo giùm em nha chị Nghĩa ơi. Con này bình luận giùm em con V4. V4 đẹp nè chị. V4 đẹp nha. Chị có Ưng thì mình chốt giùm em ha. V4 giùm em. Con V8 cũng ok luôn. Có Ưng V8 chốt V8 giùm em. V8 giùm em luôn mấy chị. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Cổ vuông em được ít màu ha. Mình có Ưng được màu nào mình chốt giùm em. Dạ rồi chị Nghĩa chốt lên số alo giùm em nha chị Nghĩa ơi. A còng lên giùm em 9 con nha chị. Rồi em quay lại cho mình thằng thun lưới nè. Con này bình luận giùm em là con A20. Chị nào Ưng con A20 thì bình luận giùm cho em là con A20. A20 giùm em. A20. Con này bình luận giùm em là con A14. Ưng A14 bình luận giùm cho em là con A14 nè. A14 giùm em. A14 có bà ba cổ tim hả chị ơi? Cái mẫu em đăng lên cho mình là con cổ tim nè. Chị muốn hỏi hàng màu hay sao? Bà ba có tím không shop hay là cổ tim vậy chị ơi? Chị đang hỏi tim hay là tím? Chị hỏi em màu tím hay gì? Tím em có mẫu này được không chị ơi? Em có mẫu trơn và mẫu in được không? Tím nè. Tím quế giùm em. Không biết tim hay là tím nữa, bình luận không có dấu không biết ha. Tim hay là tím vậy chị ơi? Còn cổ tim là em đăng lên cổ tim cho mình nè. Thun lưới nha. Còn cái hàng mà màu tím này kia là nó là thun hàng nha chị ơi. A1 giùm em. Ưng A1 bình luận A1 giùm em nè. A1 giùm em ha. A1. Chị Nghĩa ơi, mình có chốt con V7 lên số alo giùm em chị ơi. A còng lên 9 con, còn không thì mình chia ra 2 lần, mỗi lần 5 con giùm em chị. Thế sao em đọc tên là mới có đơn nha mấy chị ơi. Con này bình luận giùm cho em là con A12. Chị nào Ưng A12 bình luận giùm em con A12. Dạ chị quanh chốt con A2 lên số alo giùm em. A12 giùm em. A12 dạ 80 áo chị Sang ơi, 80 một áo chị. Cú pháp đặt hàng có đơn là mã áo cộng kèm số alo giùm cho em là có đơn nha mấy chị ơi. Khi mình lên số alo, em thấy số alo đọc tên là mình có đơn hết mấy chị ơi. Dạ rồi. A10 giùm em. Ưng con A10 bình luận giùm cho em là con A10. A10 giùm em, chất liệu vải em đăng lên cho mình là thun lưới co dạng 4 chiều giùm em nha. A10 giùm em. Form bên em là bao chuẩn, dán chuẩn form cho mấy chị luôn ha. Áo bên em là nhắn với mình 4 con ben ha, 2 con ben trước và 2 con ben sau luôn. Mặc lên là ôm form tôn dán giùm cho em luôn mấy tình yêu ơi. Một áo là 80 giùm em, 2 áo bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mấy chị luôn nha. Mình chốt 2 áo để mình được hỗ trợ miệng vận chuyển nha mấy chị yêu ơi. Nhận hàng mấy chị được mở hàng ra kiểm tra giùm em luôn ha. Ok, mình nhận giùm em nha mấy cục vàng ơi. Rồi con này bình luận giùm em là con A3. Ưng A3 bình luận giùm em là con A3 nè. A3 giùm em. A3 chị quanh lên số alo giùm em chị ơi. Em thấy chị chốt ở trên con A2 kìa, size số 2. Rồi lấy áo em đăng mặc là size số 3 hả? Hoa 10 đó 70 kg. Hoa 10 đó 70 kg cá mập được không? Hoa 10 là hoa gì chị ơi? Cái mẫu hoa hồng á hả? Hoa hồng á chị ơi. 70 kg mặc giùm em size 5 nha chị ơi. Bà bình luận em mắc cười quá, bà bình luận cái chữ nó lên không có trúng kìa. Rồi chị Oanh ơi, chị chốt đi lên số alo giùm em Oanh ơi. Em thấy mình chốt ở trên là con A2 size số 2, xuống dưới mình chốt con em đang mặc là con A6 size 3 phải không chị ơi? Chốt lên số alo giùm em. Lấy số 3 hết nha, lên số rồi. Lên số rồi bình luận nó ẩn rồi chị ơi, bình luận lại giùm em. Bình luận số alo lại giùm em, bình luận ẩn rồi chị ơi, bình luận lại giùm em ha. A còng lên 9 con giùm em, còn không thì mình chia ra 2 lần, mỗi lần 5 con giùm em. A11 giùm em. Thích A11 bình luận giùm em con A11. Ok chị Oanh có đơn nè. Chị Oanh có con A2 và con A6 em đang mặc nha, size số 3. A2 A6.
Size 3. Size 3 là từ 55 đến 60 kg là mặc vừa giùm em ha. Con này bình luận giùm cho em là con A19. Chị nào ưng A19 bình luận giùm cho em là con A19. A19 giùm em. A19 nha. Em nhận size cho mấy chị từ 40 đến 72, 73 kg luôn mấy cục vàng ơi, mình trong khoảng đó thì mình chốt vừa giùm em nha. A23 giùm em. A23 giùm em nè. A23. A2 nha chị. A2 nè chị ơi. A2 giùm em. Mà này cũng đẹp lắm luôn. A2 giùm em. 62kg mặc size 4 Hiền ơi. Dạ được chị ơi. Chốt lên cái alo giùm em. Là sao? Là chị bỏ con A2 chị chốt con A1 hay sao chị ơi? Hay là chốt thêm con A1 vậy? Mấy chị chốt đúng mã giùm em nha. Chị nào mà không nhớ mã thì nói em, em đưa lại cho mình coi. Chứ mấy chị chốt nhiều khi là mấy chị chốt sao là em đi đúng mã nha nha. Em đọc không bao giờ lộn. Em đọc không bao giờ lộn nha. Tại vì trên áo lúc nào cũng có ghi cái mã áo hết. Mấy chị chốt đúng cái mã giùm em nha. Chốt sao là em đi dạy cho mình nha. Là bây giờ chốt thêm con A1 hay sao chị ơi? Hồi nãy lấy A1. Vậy là bây giờ con A2 là đổi thành con A1 phải không? Chị chốt lộn phải không chị ơi? Em thấy ở trên con A2 của chị còn gành gành đây nè. Rồi em đổi cho mình thành con A1 rồi đó. Chốt đúng mã giùm em nha. Để nhiều khi mấy chị một bộ là 130 chị ơi. Áo quần là em có quần đen quần trắng. Mình chốt đúng mã giùm em. Để mình chốt lộn mã là em gửi đúng cái mã của em chốt cho mấy chị. Ra ngoài nhân viên bên em cũng chốt đúng cái mã đó luôn. Mà khi gửi lên mấy chị nói ừ chị đâu chốt màu này sao sao gửi với lộn màu này là không phải nha. Là do mấy chị chốt lộn mã chứ không phải do em nha. Cho nên là chị nào có quên thì mình nói ờ em ơi cho chị coi lại cái mã A1, A2, A3 gì đó. Em ơi cho chị coi lại cho nó chính xác nha mấy chị ơi. A18 giùm em. Ưng A18 bình luận giùm em là con A18 nè. A18 giùm em. Tại vì tình trạng này em bị hoài hả mấy chị ơi. Nhiều khi chốt lộn mã. Cái mã này chốt qua cái mã kia. A16 giùm em luôn. Ưng con A16. Bình luận giùm em là con A16 nè. A16 giùm em. A16 con em đang mặc là con A6. Ưng A6 bình luận A6 giùm em nha. Con này là con A6 nha mấy chị ơi. Dạ đúng rồi, một bộ là 130 cộng phí ship 20 là 150 giùm em chị ơi. Áo lẻ là 80 chị Tú Lệ ơi, áo lẻ là 80 giùm em chị. Em lên cho mình con A13 nè. Chị nào ưng A13 chốt giùm em con A13 ha. A13 giùm em. Rồi em cảm ơn chị Thúy Quyên đã follow em ha. Đi ngang cho em xin một lượt follow và một lượt thả tim nha mấy cục vàng ơi. Nhấp nhấp tay vào màn hình thả tim, thả like, chia sẻ giùm em hay mấy cục vàng ơi. Rồi con em đăng lên cho mấy chị là con A13. Chị nào ưng A13 bình luận giùm cho em là con A13 ha. A13 giùm em. Chị nào thon thon gọn gọn như em là chốt vừa size số 2 nha mấy chị ơi. Em kể mấy chị nghe hồi nãy có chị khách kia kìa. Chị chốt hàng bên em. Chị chốt cái áo. Mà chị nhận về chị nói sao mày cái áo dài quá. Xong bên em mới hỏi chị ơi chiều cao chị là bao nhiêu. Chị có 1m55 thôi. 1m55 tất nhiên là sẽ hơi bị dài với mình. Tại vì chuẩn bên em là 1m6. Các chị mới nói gì nè. Sao con bé Lai nó mặc vừa quá mà. Tại vì con bé Lai là em. Em cao 1m6 là chuẩn phơm độ ở bên em. Là bên em lấy phơm chuẩn cho mình là 1m6. Còn ví dụ như mà chị nào có hơi thấp người chút xíu là cái áo hoặc là cái quần nó sẽ dài hơn nha. Cho nên mấy chị chịu khó cắt lai giùm em nha. Chứ mấy chị có 1m50-55 mà mấy chị đòi mặc như em là không được nha. Không có nha. Tại vì em cao tới 1m6 lận ha. Cho nên là chị nào mà hơi thấp người, nó nhỏ nghe, hơi thấp người mấy chị chịu khó là cắt cái lai quần hoặc là cái lai áo lên giùm em chút xíu nha. Chút xíu thôi. Chứ mà mặc về mà vừa như em là không. Mặc ví dụ cao 1m6 thì vừa như em. Còn có 1m50-55 là chịu khó cắt giùm em nha mấy chị ơi. Hay em đính chính là cái vụ này chút xíu nha. Mẫu đó, mẫu đồ lan vải đuổi có
Không chị ơi, không có chị ơi. Dạ đúng rồi, không em tính chính là vụ này. Tại vì hồi nãy chị gọi bên em nói sao mà cái áo dài quá. Xong hỏi chị cao mét nhiêu, chị có 1m55 mà. Xong rồi cái bên em mới giải thích cho chị, nó sao bé Lai nó mặc vừa mà. Bé Lai là em cao 1m6, chuẩn bên em là 1m6. Chuẩn một cái form đồ mai bên em cũng làm là chuẩn 1m6 luôn. Chị nào 1m6 để vô là ok, chị nào hơi thấp chút xíu về chịu khó cắt cái Lai lên giùm em chút nha. Đó, em tính chính là chỗ này chút xíu nha mấy chị ơi. Rồi con này bình luận giùm em là con A25. Chị nào ưng A25 bình luận giùm cho em là con A25 ha. A25 giùm em. A25. Chị Nguyễn Thúy ơi, chị có chốt lên số alo giùm em cục vàng ơi. Ưng mã nào bình luận giùm em cái ha. Con này bình luận giùm em con A22. Thích A22 mấy chị bình luận giùm cho em là con A22 nha. A22 giùm em. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên bên em hỗ trợ miễn vận chuyển cho mấy chị ha. Con em đang mặc là con A13. Chị nào ưng A13 bình luận giùm cho em là con A13. A26 giùm em. Chị nào ưng con A26 bình luận giùm cho em là con A26. A26 giùm em. Dạ rồi chị Hiền ơi, chị chịu khó chị lên số alo giùm em cái chị Hiền. Chị Hiền ơi mình chốt mình lên số alo giùm em ha. Mấy chị nhớ giùm em. Khách cũ thì mấy chị lên giùm em là 5 con đuôi thôi, còn khách mới mấy chị phải lên giùm em 9 con. Số alo mấy chị có 10 con đúng không? Bỏ giùm em con không đầu đi, lên 9 con đằng sau thôi cục vàng ơi. Là em thấy số em đọc tên được là em đọc tên mình là có đơn nha. Đời Thái Tử. Rồi em cảm ơn Đời Thái Tử nha. Trời ơi em cảm ơn chị Hen tặng quà cho em nữa, Hen dữ dằn ha. Tặng hoa hồng cho em luôn nha. Cảm ơn nha cục vàng ơi. Rồi con này bình luận giùm em là con A7. Chị nào ưng con A7 bình luận giùm em là con A7 nha. A7 giùm em. Mấy chị ơi đi ngang cho em xin một lượt tim và một lượt follow với mấy cục vàng ơi. Nhấp nhấp tay và màn hình thả tim thả like chia sẻ giùm em cái nha mấy cục vàng ơi. Rồi con này bình luận giùm cho em là con A21. Chị nào ưng con A21 bình luận giùm cho em là con A21 ha. A21 giùm em. A21 luôn. Con này bình luận giùm cho em là con A8. Chị nào ưng A8 bình luận A8 giùm em. Ok chị Hiền có đơn Hiền ơi. Em thấy số alo chị Hiền rồi. A8 giùm em. A8 nha. A8 giùm cho em luôn. Rồi em chốt chị Hiền là con A25. 62kg là em chốt cho mình là size số 4 nha chị ơi. Mình mua 2 áo là bên em sẽ hỗ trợ miệng vận chuyển cho mấy chị nha mấy chị ơi. A24 giùm em. Thích A24 bình luận giùm em là con A24 nè. A24 giùm em. A24. Con này bình luận giùm em là con A5 mấy chị. Ưng A5 bình luận A5 giùm em. Ưng con A5 bình luận giùm cho em là con A5 ha. A5 giùm em. A5. Con này bình luận giùm em là con A4 nè. Thích A4 bình luận A4 giùm em. Thích con A4 bình luận giùm cho em là con A4 ha. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em sẽ hỗ trợ miễn vận chuyển cho mình như mấy cục vàng ơi. Ưng màu nào mã nào bình luận giùm em cái ha mấy chị ơi. Bên em có rất là nhiều màu cho mình lựa chọn luôn mấy chị yêu ơi. Bên em có mà chị nào muốn mặc quần thì mình phối quần giùm em. Bên em có cho mình là con quần trắng và con quần đen luôn ha. Thích quần trắng thì chốt quần trắng giùm em, còn thích quần đen thì phối quần đen giống như em đang mặc chị nha mấy chị ơi. Đồng giá bộ nào cũng 130 hết giùm em luôn. Áo 80 quần 50 là 130 một bộ như em đang mặc luôn ha. Rồi chị nào có ưng thì bình luận giùm em nha. Rồi con em đang mặc là con A13. Chị nào ưng A13 bình luận giùm em con A13 ha. A13 giùm em. Em lên lại cái bảng màu cho mấy chị lựa nè. Đi ngang đừng quên nhấp nhấp tay và màn hình thả tim thả like giùm em cái mấy cục vàng ơi. Con này bình luận giùm em là con A4. Chị nào ưng con A4 bình luận giùm cho em là con A4 nè. A4 giùm em. A4. A4 giùm em ha. Con này bình luận giùm em là con A5. Ưng A5 bình luận A5 giùm em. Ưng con A5 bình luận giùm cho em là con A5 ha. A5 giùm em. A5 đồng giá là 80 một áo giùm em nha mấy cục vàng ơi.
Rồi con này bình luận giùm em là con A24 nè. Chị nào ưng con A24 bình luận giùm cho em là con A24 ha. A24 giùm em lá trúc lá tre gì á mấy chị yêu ơi. Hình lá trúc lá tre gì á. A24 giùm em. Con này bình luận giùm cho em là con A8. Chị nào ưng A8 bình luận A8 giùm em. A8 nha. A8 giùm cho em luôn. A8. Một áo là 80 giùm em, combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị nha. Rồi em qua cho mình cái mẫu này ha. Cái mẫu này bình luận giùm em là con A13 nha. Chị nào ưng A13 bình luận A13 giùm em. A13 giùm em. Màu xanh, sơn thủy màu xanh. Em mặc cho mình con này bình luận giùm em là con A21 nè. Ở trong phiên like nhấp nhấp và màn hình thả tim thả like giùm em cái mấy chị yêu ơi. Ha, tương tác với em nha mấy chị ơi. Rồi A21 giùm em. Chị nào ưng A21 bình luận giùm cho em là con A21 nè. A21 giùm em. Chị nào ưng A21 bình luận giùm cho em là con A21 ha. Mặc lên là bao chuẩn dáng chuẩn form cho mấy chị luôn nha mấy tình yêu ơi. Chị nào mà thon thon gọn gọn cao 1m6 là chuẩn form bên em là về mặt vừa như mai giùm em luôn ha. Vừa như là mai cắt để cho mấy chị vậy đó. Rất là đẹp giùm em luôn. Rồi con này bình luận giùm em là con A21. Chị nào ưng con A21 bình luận giùm em là con A21 cho mấy chị ơi. A21 giùm em. A7 giùm em luôn. Ưng A7 bình luận giùm cho em là con A7 nè. A7 giùm em ha. A7. A7 giùm em, đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị nha mấy chị ơi. Rồi con này bình luận giùm em là con A26. Chị nào ưng con A26 bình luận giùm em là con A26 nha. A26 giùm em. A26. Đồng giá là 80 một áo giùm em mấy chị ơi, còn trong like không vậy mấy chị? Còn trong like cho em xin một lượt nhấp nhấp tay vào màn hình thả tim thả like giùm em cái nha mấy chị yêu ơi. Mình còn trong like mình tương tác với em nha mấy cục chàng ơi. A22 giùm em. Ưng A22 bình luận giùm cho em là con A22 nè. A22 giùm em. A22 đồng giá 80 một áo giùm em. Chị nào mà chưa follow cho em xem gái xin một lượt follow nha mấy cục chàng ơi. Follow mà để khi mà mình bình luận là bình luận mình nó không có bị ẩn nha mấy chị ơi. Có cổ vuông chị ơi. Cổ vuông em có mẫu này nè, chị có ưng không? Em có mẫu này chị có ưng không chị ơi? Con này bình luận giùm em là con V8 nè. Ưng V8 bình luận V8 giùm em, cổ vuông á chị ơi. Con này bình luận giùm em là con V4. Ưng con V4 bình luận giùm em là con V4 nè. V4 giùm em. V10 giùm em luôn. Ưng V10 bình luận V10 giùm em. V10 giùm em. V6 giùm em. Ưng V6 bình luận giùm em con V6 nha. Con V6 có bông xanh ngọc đẹp lắm chị. V7 giùm em. Ưng con V7 nè. Bình luận giùm cho em là con V7 nha. V7 giùm em. V7. V1 giùm em luôn. Ưng con V1 bình luận giùm cho em là con V1. V1 giùm em. V11 giùm em, dạ chốt lên số alo giùm em cục vàng ơi. V11 giùm em. V11. A cộng lên 9 con giùm em chị yêu ơi. Con này bình luận giùm cho em là con V9. V9 giùm em. V9 ha. V9 giùm em. V9. Rồi em chốt cho mình size số 5 nha chị ơi. Dạ lên số alo giùm em ha. Size số 5 là 72-73kg lấy mặt vừa giùm em ha chị yêu ơi. Dạ chốt mã lên số alo giùm em cái ha. Con này bình luận giùm em là con A25. Chị nào ưng con A25 bình luận giùm cho em là con A25 mấy chị ơi. A25 giùm em. A25. Dạ không, chưa không có số 6 chị ơi, số 5 là số lớn nhất rồi.
Chị cao mét mấy? A6 giùm em. Ưng con A6, bình luận giùm cho em là con A6 nè. A6 giùm em. A6 ha. A6 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A16. A16 giùm em. A16 ha. A16 giùm em. Mình cao mét mấy chị ơi? A18 giùm em luôn. Ưng con A18, bình luận giùm cho em là con A18 nè. A18 giùm em. A18. Con này bình luận giùm cho em là con A2. A. Dạ chị ơi, 51m58 được đó chị ơi. A2 giùm em. Ưng A2 bình luận giùm em là con A2 nè. A2 giùm em. A2. Mình nhận hàng mình kiểm tra hàng giùm em nha chị ơi, nhận hàng kiểm hàng giùm em ha. Con này bình luận giùm em là con A23. A23 giùm em. A23. A23 giùm em, chất liệu vải là thun lưới co dạng 4 chiều giùm em luôn. A23 giùm em. A23. A19 giùm em. Chị nào ưng con A19 nè, bình luận giùm cho em là con A19 ha. A19 giùm em. A19. Đang trong phiên live cảnh tay nhấp nhấp vào màn hình, thả tim thả like giùm em cái mấy chị ơi. Con này bình luận giùm em là con A11. Ưng con A11 nè, bình luận giùm cho em là con A11 nha. A11 giùm em. A11. Chốt mã cộng kèm số alo giùm em mấy chị ơi. Chốt mã cộng kèm số alo giùm em ha. A3 giùm em. Ưng A3 bình luận giùm cho em là con A3. A3 giùm em. A3. A10 giùm em. Ưng A10 bình luận giùm cho em là con A10. A10 giùm em. A10. Chị Tuyết Nga ơi, chị cao 1m6 trở lên không chị ơi? Cao 1m6 trở lên là em mới chốt được nha. Để ở quê lên rồi. Dạ rồi, chơi khi nào mình mua cũng được chị. Chị Tuyết Nga cao 1m6 trở lên là bên em mới chốt cho mình được nha. Nói chung 75kg là phải gọn người là bên em mới chốt nha. Còn tròn người cao 1m50-55 là bên em không chốt cho mình được hết chị ơi. Con này bình luận giùm em là con A12. Ưng A12 bình luận giùm cho em là con A12 nè. A12 giùm em. A12. Con này bình luận giùm em con A1. Chị nào ưng A1 bình luận A1 giùm em. A1 giùm em ha. A1. A1. Dạ mét 6 mình gọn thì mình chốt được chị ơi. Dạ mét 6 mình gọn thì mình chốt người chốt được giùm em nha. Tại vì chất liệu vải thun lưới co dạng 4 chiều mình tăng 1-2kg được giùm em. Còn ví dụ như mà mình lấy về mình mặc nó hơi ôm á, hơi ôm mình chịu ôm thì mình mặc được giùm em á. Còn ví dụ như mà nó có mình không bị ôm thì mình chịu khó mình xả hai con ben đằng sau lưng ra giùm em. Tại vì đồ của em làm ai cho mình tới 4 con ben, nhắn hai con ben trước và hai con ben sau ha. Mình ưng thì mình chốt giùm em nha chị yêu ơi. Dạ có chị ơi, A6 có size 5 chị. A14 giùm em. A14 giùm em nha. A14. Tại vì mấy chị mà chốt size 5 là em tư vấn cho nó kỹ dữ lắm. Mấy chị ưng thì mấy chị hạ chốt ha. Rồi chị Hoa Đen ơi, chị chốt con A5 lên số alo giùm em chị ơi. Mình ưng mình chốt mình cộng số alo giùm em nha. A6 chứ bộ A6 size 5. A25 giùm em. A25. Dạ một bộ là 130 hả chị Quyền ơi. Áo kèm quần là 130 chị Tuyết Nga ơi. Áo kèm quần là 130 chị. A20 giùm em. A20 ha. A20 giùm em luôn. Nếu như mà mình lấy một bộ á là 130
mình cộng phí vận chuyển 20 là 150 giùm em. Còn mình lấy hai áo hoặc là hai bộ trở lên là bên em sẽ hỗ trợ miền vận chuyển cho mình ha. A15 giùm em cái áo là 80 chị ơi. A15 giùm em. A15. A15 giùm cho em luôn mấy chị ơi. A15 nha. A17 giùm em. A17 ha. A17 giùm em nè. A17. A17 giùm em. A9 giùm em luôn. A9 ha. Ưng A9 bình luận giùm em là con A9 nè. A9 giùm em. Dạ 130 chị ơi. 130 bộ này chị. Cái này chất liệu vải là thun hàng giùm em, hàng là hàng thêu giùm em nha. 130 một bộ giùm em. Chị nào mua hai bộ là 250 cành hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị luôn. Có ơn thì em lên màu cho mình ha, mặc số mấy chị ơi? Mình mặc số mấy chị? Tại vì em chốt màu theo size nha, em chốt màu theo size cho mình á. 45kg hả? 45kg em hết màu xanh rồi. Màu xanh em gái hết trơn. 70kg mặc size 5 giùm em chị Mỹ Hiền ơi. Chị Ngọc Quyền 1m55 mà 57kg mặc size 3 giùm em chị. Rồi chị nào ưng con em đang mặc bình luận giùm em là con A21 ha. A21 giùm em. A21. A9 giùm em. Ưng con A9 bình luận giùm em là con A9 nè. A9 giùm em. A9 ha. A9 giùm em. A17 giùm em luôn. A17 nha. A17 giùm em. Rồi em lên cho mình cái mẫu này nè. Rồi chị nào ứng có em đang mặc bình luận giùm em là con A21 nha. A21 giùm em. Em lên cho mình con màu cam này đẹp lắm mấy chị. A20 giùm em. Mặc size 5 giùm em Mỹ Quyền ơi, size 5 giùm em chị ơi. Size 5 là size lớn nhất bên em 72-73kg. Rồi A20 giùm em. Ưng A20 bình luận giùm cho em con A20 đẹp không mấy chị ơi. A20 giùm em. A20 ha. Rồi rồi có gì bên em gọi cho mình rồi mới đi đơn chị Nguyễn Tiền ơi. Hồi nãy đơn em bị dòm mấy bé em mới đang gọi cho mình. Rồi con này bình luận giùm em là con A20. Chị nào ưng A20 bình luận giùm em là con A20 hoa mới mấy chị ơi. Hoa mới hoa lạ giùm em luôn ha, rất là xinh giùm em luôn. A20 giùm em. A15 giùm em. A15 ha. A15 giùm em luôn. A15. A26 giùm em luôn. A26. A26 giùm em. Rồi em tư vấn sai cho mình rồi ha, mình có ưng cái nào thì mình bình luận giùm em nha mấy chị ơi. Lê Hồng này 10 ngày không nhận. Đã gửi lên cho chị hôm bữa chỉ có lên hỏi một lần rồi. Bữa chỉ có lên hỏi một lần rồi là chỉ người nhà chỉ thôi chỉ gì đó, báo là đã nhận rồi, không có nhận nữa, đã hoàn đang hoàn đơn về luôn 10 ngày nay rồi, gửi từ bữa 11 tây tới nay. Hôm bữa là chỉ có vô hỏi một lần mình có trả lời chỉ rồi đó. Ừ. Mà sao mấy chị này sao? Rồi sao giờ hỏi nữa? A14 giùm em. Ưng A14 bình luận giùm cho em là A14 chị có ghi không có sợ quá. A14 giùm em. Ừ, trên chưa rồi. A14. Gọi cái đi rồi hả? Đi cho dễ. A1 giùm em.
A1 ha. A1 giùm em luôn. A1 nè. A1 giùm em. A1 luôn. Con này bình luận giùm em là con A12. Ưng A12 bình luận giùm cho em là con A12. A12 giùm em. A12. A10 giùm em. Ưng con A10 bình luận giùm cho em là con A10 nè mấy chị ơi. A10 giùm em. A10 ha, đồng giá 80 ngáo giùm em nha. A3 giùm em luôn. Ưng A3 bình luận A3 giùm em. Ưng A3 bình luận A3 giùm em ha. A3 giùm cho em. A11 giùm em. A11 ha. A11 giùm em luôn. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình. Con em đang mặc cho mấy chị là con A20. Chị nào ưng A20 bình luận A20 giùm em cái nha. Rồi ngoài ra em có cho mình con này bình luận giùm em là con xanh ghiêu hoa anh đào nè. Cũng 80 một áo giùm em luôn. Chất liệu vải là thun hàng giùm em. Chị nào ưng xanh ghiêu hoa anh đào thì bình luận giùm cho em là con xanh ghiêu hoa anh đào nha. Xanh ghiêu hoa anh đào giùm em. Đồng giá 80 cành một áo giùm em. Màu này bình luận giùm em là màu trắng. Trắng hoa anh đào giùm em. Trắng hoa anh đào. Ưng màu nào bình luận màu đó giùm em cái nha mấy cục vàng ơi. Con này bình luận giùm em là con đỏ đô. Đỏ đô hoa anh đào giùm em. Đỏ đô hoa anh đào. Chất liệu vải em đang mặc là thun lưới. Còn chất liệu vải em đang lên cho mấy chị là thun hàng giùm em nha. Nó khác biệt nha nha mấy chị yêu ơi. Rồi màu vàng giùm em. Vàng hoa anh đào giùm em luôn mấy chị ơi. Vàng hoa anh đào giùm em luôn ha. Màu này bình luận giùm em là màu xanh ngọc. Xanh ngọc hoa anh đào giùm em. Xanh ngọc hoa anh đào. Dạ rồi. Chị Mỹ Quyền lên số alo giùm em chị ơi. Mình chốt mình lên số alo giùm em ha. 70kg. Lấy bộ A20. Dạ rồi. Là mình lấy hai bộ đúng không cục vàng ơi? Ok chị Mỹ Quyền nè. Em in cái bill qua cho mình luôn. Ok chị ha. Ok chị Mỹ Quyền có đơn. Con này bình luận giùm cho em là con tím cà. Ưng tím cà hoa anh đào. Bình luận giùm cho em là con tím cà hoa anh đào nha. Tím cà hoa anh đào giùm cho em. Rồi ok chị Tiền nha chị ơi. Đen giùm em. Ưng đen hoa anh đào bình luận giùm em là con đen hoa anh đào nè. Đen hoa anh đào giùm em. Đen hoa anh đào. Chị nào ưng mẫu in thì bình luận giùm em là mẫu in ha. Ngoài ra em còn có cho mình là cái mẫu hoa hồng nữa. Chị nào ưng mẫu hoa hồng thì bình luận giùm em màu là màu tím quế hoa hồng giùm em. Tím quế hoa hồng giùm em nha. Tím quế hoa hồng. Đen giùm em. Đen hoa hồng giùm em 80 áo giùm em nha. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mình ha. Con này bình luận giùm em là con hồng cà. Hồng cà hoa hồng giùm em. Hồng cà hoa hồng giùm em luôn. Hồng cà hoa hồng. Em ơi cho chị. Gọi liền cho chị đi đơn luôn hay sao chị ơi? Bây giờ shipper nó lấy hàng, không có gọi, không có lấy hàng, không có gọi kịp cho mình đó chị ơi. Gọi được nhưng mà không có đi đơn được nha. Tại shipper lấy hàng rồi chị. Bây giờ là 4:30, 4:35 này. Trắng hoa hồng giùm em. Ưng trắng hoa hồng bình luận giùm cho em là con trắng hoa hồng nè. Trắng hoa hồng giùm em. 78kg không có sai chị ơi. 78kg hả? Con này bình luận giùm em là con xanh bơ. Xanh bơ hoa hồng giùm em. Xanh bơ hoa hồng ha. Xanh bơ hoa hồng giùm em luôn. Dạ bây giờ mình cho địa chỉ trên đây giùm em được không?
cho địa chỉ trên đây giùm em được không chị? Cho địa chỉ trên đây giùm em ha. Cam sữa nè, cam sữa hoa hồng giùm em, cam sữa hoa hồng nha. Dạ rồi, ok chị Mỹ Quyền nè, ok chị ha. Hậu Giang, mai em gửi tầm 1-2 ngày mình nhận được hàng nha chị Mỹ Quyền ơi. Hai bộ của mình là 130 một bộ, hai bộ là 260 nha chị ơi. Chị lấy con quần đen hết đúng không Mỹ Quyền ơi? Chị Mỹ Quyền lấy con quần đen hết phải không chị ơi? Quần đen em có 18, 25, giỏng 30, chị lấy ống bao nhiêu em chốt cho mình luôn, em khỏi gọi cho mình nha chị. Em đi đơn luôn ha. Đỏ giùm em. Ưng đỏ hoa hồng bình luận giùm em con đỏ hoa hồng nè. Đỏ hoa hồng giùm em. Xanh coban giùm em. Xanh coban hoa hồng giùm em ha. Xanh coban hoa hồng. Rồi em lên lại cái mẫu thun lưới em đang mặc cho mình nha. Con này bình luận giùm cho em là con A20. Chị nào ưng con A20 bình luận giùm cho em gái là con A20 mấy chị ơi. A20 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A11. Ưng con A11 nè, bình luận giùm cho em là con A11 nha. A11 giùm em. A3 giùm em. Ưng con A3 bình luận giùm cho em là con A3. A3 giùm em. A3 không phải cùng bộ hả? Thì lấy hai áo thôi. Dạ không, chơi với em lấy cho mình hai áo nha. Quần trắng quần đen hả chị ơi? Quần trắng và quần đen giùm em. Giống như em đang mặc gì nè chị. Hả? Em đang phối quần trắng quần đen giống như em đang mặc chị nha chị ơi. Vậy là chốt cho mình hai cái áo ha. A15. Dạ con A20 size số 5. Hai áo là 160, bên em hỗ trợ miệng vận chuyển nha chị ơi. Rồi con này bình luận giùm em là con A21 nè. Chị nào ưng con A21 bình luận giùm cho em là con A21 nha. A21 giùm em. A21. A17 giùm em. A17 ha. A17 giùm cho em luôn. A17 nha. A9 giùm em. Ưng con A9 thì bình luận giùm cho em là con A9 nè. A9 giùm em. A9. A9 giùm cho em luôn. A19 giùm em. A19 ha. Ưng A19 bình luận giùm cho em là con A19. A19 giùm em. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị nha mấy chị ơi. Con này bình luận giùm cho em là con A23. Ưng con A23 bình luận giùm cho em là con A23 nè. A23 giùm em. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha. Còn cái màu vàng hoa hồng không? Còn chị ơi. Còn nha. A2 giùm em. Ưng A2 bình luận A2 giùm em luôn. A2 giùm em ha. A2 giùm em. A18 nè. Ưng con A18 bình luận giùm cho em là con A18. A18 giùm em. Con em đang mặc là con A20 ha. Ưng A20 bình luận chốt giùm cho em là con A20 mấy chị ơi. A20 giùm em. A16 giùm em. Ưng A16 nè. Bình luận giùm cho em là con A16 ha. A16 giùm em.
A16. A6 giùm em luôn. Ưng A6, bình luận A6 giùm em nè. A6 ha. A6 giùm em. A6. Đồng giá là 80 một áo giùm em nha. Combo 2 áo bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mấy chị ha mấy chị ơi. Xanh ngọc là qua anh Đào chứ phải qua Hồng chị ơi. Xanh ngọc là qua anh Đào nha. Xanh ngọc là con qua anh Đào. Còn con vàng có con qua anh Đào và con qua Hồng, con nào chốt con đó giùm em. Nè. Vàng qua Hồng nè. Rồi con này bình luận giùm em là con A22. Ưng con A22 bình luận giùm cho em là con A22 nè. A22 giùm em. A22. A26 luôn. Ưng A26 bình luận giùm cho em là con A26 nè. A26 giùm em. A26 ha. Đồng giá là 80 một áo giùm em nha. Con này bình luận giùm cho em là con A7 mấy chị. Ưng con A7 bình luận giùm cho em là con A7 nè. A7 giùm em. A7 ha. A7 giùm cho em luôn. A7 nha mấy cục vàng ơi. Rồi con em đang lên cho mình là con A20 hết mấy chị ơi. Chị nào ưng con A20 bình luận giùm cho em gái là con A20. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mấy chị nha. Con này bình luận giùm em là con A7 nè. Chị nào ưng con A7 bình luận giùm cho em là con A7 ha. A7 giùm em. A7. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình. Rồi con em đang mặc là con A20 giùm em luôn. Chị nào ưng A20 bình luận giùm cho em gái là con A20 nha mấy chị ơi. A20 giùm em ha. A20 giùm em luôn. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miền vận chuyển cho mình nha mấy chị yêu ơi. 3 áo màu vàng hoa hồng số 2 và một cái màu vàng hoa hồng số 3. Rồi ok nè chị ơi. Tuyền. Nguyễn Tuyền. 3 áo. 3 cái áo màu vàng. Hoa hồng. 2 cái số 2, 1 cái số 2, 1 cái số 3. Rồi ok chị hả chị ơi. Rồi con này bình luận giùm cho em là con A13 giùm em. Chị nào ưng con A13 bình luận giùm cho em là con A13 nha. A13 giùm em. A13. Đồng giá là 80 một áo giùm em. Combo 2 áo trở lên là bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mấy chị hay mấy chị ơi.
con này bình luận giùm cho em là con A8. Chị nào ưng A8 bình luận A8 giùm em. A8 giùm em. Con em đang mặc cho mình là con A20 nha. Dạ đúng rồi chị ơi, ba áo, hai cái số 2, một cái số 3. Ok chị, em ghi rồi chị. A24 giùm em. A24 ha. A24 giùm cho em luôn. Con này bình luận giùm em là con A5. Ưng A5 bình luận giùm cho em là con A5 nè. A5 giùm em. A5. A5 giùm em. Ba cái áo số 2, một cái số 3 là có 3 cái, sao tổng cộng 4 cái được chị? Bây giờ mình mua cái đơn này thì mình tính cái đơn này giùm em nha chị ơi. Còn cái đơn hồi sáng mình chốt thì có gì em dồn đơn vô cho mình nha. Bây giờ tổng cộng là mình chốt 3 cái rồi đó chị ơi. A4 giùm em. Ưng con A4 bình luận giùm cho em là con A4 nè. A4 giùm em. A4. Đồng giá 80 áo giùm em nha. Combo 2 áo bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mấy chị ha. Con này bình luận giùm em là con A7. Đơn này tổng cộng là 4 cái màu vàng. 3 cái số 2. Đúng rồi, em ghi 3 cái màu vàng nè. Rồi ok chị nè. 3 cái size số 2. 1 cái size số 3. Hồi nãy em ghi ở trên tổng là 3 cái. Rồi ok chị Tuyền nha chị ơi. A7 giùm em. Ưng con A7 bình luận giùm cho em là con A7 nè. A7 giùm em. A7 ha. Chào Cỏ Thảo nè. A4 giùm em. Thích dữ ha. A4 giùm em. Ưng con A4 bình luận giùm cho em là con A4. A4 giùm em. A4 ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa hả? A5 giùm em. Ưng con A5 bình luận giùm em là con A5. A5 giùm em. A5 ha. A5 giùm cho em luôn. Con này bình luận giùm em là con A24. A24 giùm em. A24. A26 giùm em luôn. Ưng con A26 nè. Bình luận giùm cho em là con A26. A26 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A22. Ưng con A22 nè. Bình luận giùm cho em là con A22 ha. A22 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A6. Ưng con A6 bình luận giùm cho em là con A6 nè. A6 giùm em. A6 ha. Em qua hết cái mẫu này em xuống đây luôn mấy chị ơi. Chị nào có ưng thì mẫu nào thì bình luận giùm em cái nha mấy chị ơi. A16 giùm em. Ưng con A16 nè. Bình luận giùm cho em con A16 nha. A16 giùm em. A16. Ưng con nào thì bình luận mã đó giùm em nha mấy chị ơi. A18 giùm em. A18 nha. A18 giùm em. A2 luôn. Ưng A2 bình luận A2 giùm em. A2 nè. A2 giùm em. A23 ha. A23 giùm em. A23 ha. Con em đang mặc là con A20. Chị nào ưng con A20 bình luận giùm cho em là con A20 ha. A19 giùm em. A19 nha. A19 giùm em. A9 giùm em luôn. A9 ha. A9 giùm cho em. Ưng màu nào mã nào bình luận giùm em cái mấy cục vàng ơi. A17 giùm em. Ưng con A17 nè. Bình luận giùm cho em là con A17. A17 giùm em. A21 giùm em luôn. A21 ha. A21 giùm em. Con này bình luận giùm cho em là con A3.
chị nào ưng con A3 bình luận giùm cho em là con A3 nè. A3 giùm em. Dạ 80 một áo chị ơi. Dạ 80 một áo mấy cục vàng thôi. 80 một áo giùm em ha. Hai áo là bên em hỗ trợ miệng vận chuyển cho mấy chị nha. A11 giùm em. Ưng con A11 bình luận giùm cho em là con A11 nè. A11 giùm em vậy gửi 4 cáo màu vàng và một cái quần thun xanh lá số 1 luôn. Dạ rồi. Cái quần hồi sáng mà gửi thiếu với chị á phải không? Ok chị Tiền nha. Con này bình luận giùm cho em là con A10. Ưng A10 bình luận A10 giùm em. Ưng con A10 bình luận A10 giùm em nè. A10 giùm em nha. A10. A12 giùm em. Ưng A12 bình luận giùm cho em là con A12. A12 giùm em ha. A12 giùm em. Con này bình luận giùm em là con A1 mấy chị ơi. A1 giùm em. Ưng con A1 nè, bình luận giùm em là con A1. A1 giùm em. A14 ha. A14 giùm em luôn. A14. Rồi chị nào ưng con nào bình luận giùm em nha, em xuống like luôn mấy chị ơi. Có chị nào chốt cái bình luận ủng hộ giùm em nha. A25 giùm em. A25. A25 giùm em. A15 giùm em luôn. A15 ha. A15 giùm em. Rồi con chị nào ưng mã nào bình luận giùm em cái mấy chị ơi. Xuống like luôn ha. Chiều nay mấy chị đi đâu hết trơn. Chiều nay mấy chị đi đâu hết trơn rồi. Ánh ơi Ánh à. Rồi em xuống like luôn nha mấy chị ơi. Tầm khoảng 8 giờ 7-8 giờ tối nay á, cục vàng em mới có like á. Mình có vào mình chốt thêm mã nào thì mình chốt giùm em ha mấy chị yêu ơi. Rồi bây giờ em chào tạm biệt mấy chị, em xuống like luôn ha. Rồi bye bye mấy cục vàng nha. Bye bye mấy chị.